Sở tạc cha tinh lại Pame Pinong, mươi Pinong bứng le chương trình quam tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biển, cuồng chương trình mươi nì hôm mi bưng bai tèm xương lặng. Giản bay bản hột, báu buôn lò cuồng mua phồn nông. Hồi cửu chiến bình xã Na Tàu, bốc chưa há phong choi dừa cằn mà khầy dươn dươn. Ngọn đảng cuồng đưa kiến rú mi bay, họp xung chỉ bồ, nham bình Covid xếp cầu, cướt o cắp lại khủ bóng ngương. Khai nỉ mươi bì nồng bòm cằn vững le chương trình, chương bì nồng hạc sường. Dự án bàn dài tét tiếng bón kiến rú dẫn bay, phồng đỉnh đán, cấn trột, bàn hột xá mưng đùn huyền tùa chùa. Đại ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cuồng quyết định số ban nâng bài giảm xếp bét, mười sao hà căm bườn xếp sòng, bị sòng phân bài xếp xí. Hôm số ngơn phải o tảng tánh chằm xí xíp tỉ mặn. Cắp lung bùn nhàn bào hở chú hơn dần bay bản hột. Trò bài nhảy mưa dù bón mở mi đơi kìn rú tẹt tiêng. Mà khải dệt dườn hơn rào so tang đầy phải o tảng tánh mặn nà. Có hôm phân nho súng đơi kìn rú dần bay. Họt khải dự án có mông lèo. Bò me dần bay có nhảy mưa dù bón mở tiêng àn. Báo buôn lò chưa mua phồn nong ma họt. Con nỉ mỏi từa họt mua phồn, bò mè dàn bay bản hột xã Mương Đùn huyền Tùa Chùa, cỏ buôn lò len phà phồn nong. Ha phà khay nỉ, sầu có yên chờ, bừa nhảy mưa dù bón mớ tiếng ăn. Hơn sầu khăn chăn mặn nà xưa, do tang càng hồng, bẻ ma cò ngài tỷ xưa bón rú cấu. Bản hốt là một cháu là rú tập trung bón đều, là rú tắm, sự mi kháng pi nâng là nằm là má, má là bình thốm thong phương nâng làm bản, sự mưa khói dừng bay chẳng kiến nghị khuyến mơ cấp trên để mà kiểm tra bướng này lãng hơn nước chẳng mà sao bón du mở hở để hôm nay lãng hơn nước quan tâm diệt khắp hơn hở dừng bay lại chuyển ông má du bón đi sơ bón cấu để dùn bay bay má so tang để rất là tiền để bay hay bay ná có bay ngay hồi hộp có bay má ngay để ha cho ly để dùn bay o hen giết lại dạo hơn đi để giết lại khẩu lại để bữa ướt với giá đối với khả này nì. Thầu quang vần đẻ, nhăng chứ chu phồn nong cách nỉ bét bì tàu mưa con. Thầu hở hủ, khẩu tiếng trầu còn hung, nằm nong đền đán, quát lầy cá hùa hủy luồng ma, bấu lợp bấu đòn rằng. Nòng bà na kè, hay na tà tàng, mù mà bết cái, khổng chu hơn thầu cánh pha bò me giàn bay cuồng bản, chúa nằm nong quát lầy diệp mết, xét hải lại dính khổng mi cà. Xưa nản mớ lằng mỏi mua phồn huệ nằm sầm khải quảng xưa lại bón huệ nằm dệt cấn càn hay na tà tàng cánh khùm hơn rú khổng giàn bay ngừng chi báu tiếng ản lần xưa lò chơ mi o phồn nong lượp bì dòng văn bài xếp xí dự án bàn dài tẹt tiếng giàn bay phồng đìn đán cấn trột bản hột để chết cái bì dòng văn bài xếp hốc chu hơn thầu cánh chu chu hơn cuồng bản còn nhảy ma bón rú mớ tiếng ăn bò mè dần bay bòm sồm chờ cánh yên chờ dệt dườn bấu buốt lò chơ khẩu mua phồn xương con nỉ lèo cái bán hột cấu ở dưới tháng này đó bán năm nỉ có là hơn tắm nỉ hơn hầu nè bên nó là hai trăm ba nó pin gì rồi có hơn nước quá dán lút lút mà lại vú lại pì nè để nghỉ hơn nước mà ủi hở hơn nước mà ủi hở chẳng bón nhai mà thằng nị xin thầy
Khai cứ hòn muôn nong mà hao cần năng giảm mà vẫn thế nó là khai dùng con máy. Mới giảm nó như gì đâu. Tao hao phải cài, phải hủy thôi đó. Mới giảm nên là ông má tên gì đấy hủy năm tuần đó đi. Mới giảm thì thằng nào là khai nè. Ngày vô nhỉ năm sầm pe sẽ như bạn mướn cấu qua bạn cấu mà khai mấn vệ sinh mấn phẩm máy. Mỗi bữa sáng mấy kiện ngố thì khó vậy nè. Dự án bản giải tét tiêng dàn bay phòng tiền đán cơn chốt bản hồ xã Mức Đùn huyện Tùa Chùa đầy ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nặng quyết định số phát nâng bài giảm xếp bét mở sao hả cam bường xếp dòng về dòng phát bài xếp dí hôm số ngơn phải o trên cái năm dệt chằm xí xếp tỉ mằn. Hôm hốc dự án thành phần ăn lò xốn chuồn cạp đình dệt hong ló cuối năm lầy hơn văn hóa hơn lớp ép cái cỏ năm sổ cánh cái dài tiền họt chú hơn khai nỉ dự án cỏ mồm lèo cánh bàn dài tè tiêng hở hạ xếp dí chú hơn dòng hỏi hốc xếp bét hùa côn cuồng phồng hiểm hải nhảy mưa kiến rú bền phồng nhảy mưa rú mỡ nặng chú bón lòng phùng phu sao cánh bòm tèn mưa hòt bón rú mỡ bấu buôn lò phà phồn nông lượp thuẩm lại dàn phai cuồng bản cò chóng hanh lao thàng thầy bàn hay xuân phầy ngân o mạ bè kinh tế chú hơn tẹt tiếng tơi kiền rú tế cháu mà có hay giúp bản nữ giúp ba năm ba hội cũng thường xuyên là nằm thổ năm lúc ha một chậu thì có mân có bất bất lúc lại hay là mà hoạt năm pì na sóng pan và ship sám nó lúc quá lại rất nguy hiểm hình mà bom pu mà có cạn chốt luôn là pin khá non luôn trên này mà khỏi đẩy phai hơn nước quan tâm để mà giết bản mới hả mà khỏi mà tén khắp hơn hả mà khỏi cái đó mà khỏi rất hay chơi đi lắm giết rằng còn để yên tâm bất lừa chờ sang để năm thốn năm lúc đó thoải mái giết kín giết vậy giết hăng giết mỹ giết đấy hơn làng đi giết đấy xôn quảng mà khỏi tin cậy để đảng cái hơn nước choi mà khỏi đó tòi lung ca văn phiến chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mức Đùn té pì sòng phăn bài xếp xí tàu mưa cón pì đờ dần bay bản hột cỏ buôn lò chưa hòt mua phồn nong lằng lại chu phồn nong nằm hồi luồng quát lầy lượp thuồm hay na tả tàng xuồn hựa phưa măn lòng bà na kè mi côn nhanh lam diệt mò tẹt pan hòn lu mạ khầy dê dườn khòng dần bay bừa dân nằn xã có kiến nghị cấp huyện tỉnh trên cái dự án nhảy dàn bay mưa dù bón mớ hở chú hơn rú quần phòng hiểm hải lằng lại pì chóng hanh kẻ khảy dạ cha hoặc là pì sòng phăn bài xếp hốc chú hơn rú quần phòng hiểm hải có đầy nhảy mưa dù bón mớ tiếng ản nằng bón dù mớ chú hơn đẩy bàn cạp đình tròi dừa ngơn bài nhảy hơn rú mi tiền tang bê tông trương ép cánh hơn xảo so thang để tàng tánh mặn nà. Sơn nằn bò mè cò muồn măng, yên chờ kiên rú nằng bón rú mớ. Bấu buôn lò chơ hòt mua phồn nong, xương bưng pì sòng phăn bài xếp xàm, sòng phăn bài xếp xí con nỉ. Mơ té pì sòng phăn xếp xí lò mi nằm nong, nhớ lụp nàng bản xin là mi đảng hân mương ầu mi ngơn di dân hở dân ó bay rú bón pu sung bên bón sam điểm ó bay rú điểm nưng rồi rú ó bay bản tên điểm thứ song là chuyển ma pu giao điểm thứ sam là bay rú long phùng khay bà con hầu là bất lo sang nằm đục nằm nong hay là áo bay khói bón nằm khơi đục hay là bà con rất là hà cha đi và diệt kinh phát triển ma tăng mi kín mi bậy
mưa giảm bò mè giàn bay nhảy mưa dù vẫn mở bản hột khẩu mua vốn nong bỉ nỉ sông hau mi thể hiền chù tài khẩu hính hiệp thủ mua trường xuân để bò mè xếp bền còng phai nặng cổng lăng bấu buốt lò len nằm nong xương kịp bị cón nặng bón du cấu hơn rào mặn nà bản cuống khăn chăn bò mè giàn bay yên chờ dê dườn mà pe kinh tế khảm khối cật cung ướt xa tăng tánh bản nắp mớ ca sàn chờ điều tin chưa khẩu lũ ổn pa vòng đảng hơn mương chính quyền địa phương quần phịa bồng chờ họt đây kiến rú giàn bay lần xưa lọc bò mè chùa chừa nòi côn vổng dùng tác kháng tăng tì sương huyền đùa chùa. Chiêng pin ông hạc sườn bưng bỉ cài ma hồi cửu chiến bình xã Na Tấu thành phố Điện Biên Phủ cỏ tráng hanh nếu chuân hồi viền bục chư hà phong cho dừa cằn mà pe dưa dườn khói cài cắt cung ướt xa tẻ hà phong đi lại hồi viền cửu chiến bình bỏ dạ cha có hượt khẩn khói cài cắt cung ướt xa nho sùng đơi kiển rủ cải nằn có phong phân sớ luôn mà pe kinh tế xã hội khòng địa phương. Hồi cửu chiến bình xã Na Tấu khai nỉ mi cài hồi nâng chết xếp hồi viền họp xung nàng xếp hà chỉ hồi lặng lại bì tó xôn chuồng hông cuồng cuồn đồi tàu ma địa phường phân lại đơi kiến rũ khỏng sầu bò lại dạ cha bừa bò hê mi luông hủ trang kỹ thuật ngân cốc chủ tảng trường chuồng hông dưới dườn ha và kỷ bì chảm nỉ đầy luông choi dừa khỏng hồi cửu chiến bình xã bòm cắp lũ hồ trang sắc mắn khòng côn lính chùa hồi viền có chóng hanh mà pe dưa dườn có pe xương cát sàn choi dừa cằn mà pe dưa dườn cuồng chua hơn giòn khẩn lò hà phong cửu chiến bình choi dừa cằn mà pe dưa dườn khói cài cắt cung ứ xa đẩy trên cái tua quảng cánh cửa đầy lang đì cắp luông ngài đì cuồng phồng mắt tang luông hòn nào phồn đé đìn đòn dưng nằn hồi cỏ chân báo nếu chưa hồi phiền bánh khầy luông hanh mà pe bu cỏ kiến ma hút nòng tảnh bà tảnh liêng sát dính bu bồng toi khoa học kỹ thuật mà khầy hừng hy ti tờn hồi phiền tảng tảnh chú luông mà pe dưa dườn toi luông diệt chảy tảnh liêng bu bồng chi tròi dừa hồi phiền mít cốc thân hồi cỏ tảng nà cấp ngân hang chính sách xã hồi huyền hở hồi phiền củ sư mua quai mù chừa cỏ bu bồng khảy hôm số ngân câu vừa hồi bứng đủ cải xíp tỉ mằn tế hà phong ni cỏ mi lại phàng ven cửu chiến bình ba tuân uẩn cón cuồng mà pe dưa dườn các vỉa tảng tánh lại luông mà pe dưa dườn xương sử khải trường hang dịch vụ chủ trại tảnh liền bu bồng mi thủ nhập tế hà xíp họt hòi nâng chiều mằn ngươn vì nâng y comment hùa chờ khỏng bưng cưu chiến bình quảng xã vừa cắp mỏi côn lính tả và chơ bản mương bền sức sửa bó co yền han hư hùa chờ nghĩa hạc phủng mú pi nòng lưng đầy bánh khảy cảnh trên cái lông cài há phong cửu chiến bình choi dừa cằn mà pe dưa dườn diệt hằng cắp hứa hanh khỏng chầu họt khảy số hồi viền cạt nhăng sòng chua hươn giòn pét chua hơn pét cá bì sòng pan bài xếp cầu hay là quãng thời gian hồi đó tuyên truyền phong trào là cựu chiến binh làm kinh tế rồi xin nó lại các chi hội đó cũng là mỹ hội viên điển hình là giết kín thứ nhất đó là vì giết nòng pa đấy đồng hội đồng hong là thứ xong mát là vừa kết hợp ở tỉnh ngu tỉnh ba cả khai bên nào là tăng hội đó vẫn thi đua nhau là tuyên truyền đấy là phát động thi đua là làm kinh tế rồi tức là gần là cử hội viên đâu cử hợp ý kiến với hội viên đâu là nói nghèo đấy là hội viên nó cả mỹ là bưng cần đấy khi đó là quân vì ni đã tăng hội cựu chiến binh là
chúng khỏi làng tập trung vận động ải non để giúp đỡ còn hai hội viên là quảng xá đó còn nghèo là pin đi là chúng khỏi sẽ giúp là giờ giết hết là hai đồng chí bảy giảm luông mà pe dưa dườn khổng cựu chiến binh ca văn hạc dưới bản càng cánh đầy nhàn danh bên đường cuồng vương luông việt cơ đầy lang đi xếp thứ sàm bẹt cáp chú chưa hơn hồi viện cựu chiến binh tinh cá xã bị bắt đường cầu hỏi bé xếp sàm lẳng chơ diệt leo nghĩa vụ tàu ma đơi kiển rú hàng mử chép sàng tẹp ban sàm xếp vân hỏi hào hanh bưng bỉ câu khè chơ tàu ma quỷ hơn hào hanh yếu nòi bòm cắp luông hù trang mà pe dư dườn tảnh liền rất dình nhăng lốt gión cải hà phong khổng hồi cựu chiến binh xã búc chưa bòm nằn co đầy hồi tạ luôn ngày đi chôm hạp chủ lớp chân cải ma tăng kỹ thuật tảnh liền rất dình mà pe dư dườn bỉ phát đường cầu hỏi cầu xíp lung bòm cắp lũ mía tí na pu khẩu khốt nóng tảnh bà nàng khùng đìn pu khổng chua hơn lẳng lại bì chóng trâu dệt dườn mà pe dệt dườn phải dòm đầy ngân cốc lung xếp tàm phay tảng tánh cọ cuông tảnh mù me chừa lưng tửng thủ nhập chú hươn khay nỉ tà đến na khổng chú hươn lung quảng chằm khốc ban thơ môn nòng tảnh bà chằm sòng ban thơ môn nọ nặn o lung nhăng pu bồng cài hách ta nưng mày hình cỏ bạch đàn té luông chóng hanh báo răng khổng khôn thường bình dưng nằn thủ nhập khổng chú hơn lung cò tẹt tiếng đơi kiển rú chú hơn cò sồm po xưa trên đó là má hân đó cò hân đảo xả pha cả khó khăn xin ngắm đây là sẵn đây chi cụm kín cụm nung xin đà phổ mía thắng thắng cần má rú cứ phá cấp u để sống sam pi hà pi đó cờ thắng hôm nay phải đến ngân xong má nắng chẳng mẹ thuê máy xúc má xúc non xúc na tình mua má ngó quái é hử pé sáu pé tô pé bún pé bàn bản mướng xấu thành ta tốt cho nà ai để bằng mướng bia bản bia mướng má lo đỏ hỏi mắn xứng đáng pé chọn pé xấu năm em ba khán này để hướng phát triển tướng vay là tỉnh tướng là tà tiến khi là dân tà tiến này mắn là thu đầy từ men ba tưởng là 16 triệu này dân năm tà tiến khai bay thị trường nọ chú hơn cựu chiến binh ca văn hạc nàng xã mê lại chú hơn hội viên tảng tảnh lung mà pe dư dườn cỡ đầy lang đì vèn xanh dương chưa hơn lung lo vằn phát dưới bàn phiền bàn lẳng chư màn bộ đội tàu ma quỷ hơn lung bom cắp lũ mía tọc hôm mà pe dưa dườn sủ mết luông mi đìn đòn quàng lung bộ cài hoi nâng cốc cỏ mâm mặn cánh tành tà tiến bát câu khè hê mê luông hù trang dương nằn có báu cơ đầy lang đì bưng tà tiến lưng bài xìa vừa dệt vừa thòn lung hù trang họt khay lung có mà tấm đầy cài hà xếp cồn tà tiến tòi lung hù trang khổng lung phát chưa hiệp thủ tà tiến cần vầy cuồng cồn té nưng họt sòng phả phay tảnh tà tiến me và xin bưng tà tiến chiếc bài xìa nọ đàn o đẩy hồi cựu chiến bình tạ lung ngày đi chôm hạp chu lớp chiên cải ma tang kỹ thuật làm đủ cỏ kiến ma té năn lung cò sủ sáu viện dê tè tè bu bồng cánh làm đủ có mắm mặn khổng chu hươn thủ nhập tế khải tà tiến mắm mặn bản pưng mỏi bì chằm hà xếp chiều mặn ngơn hồi đó là men cho rất khó khăn xin nó họ tuổi xếp hà xếp húc nó là có bay vũ đôi xin nó có mới rú cứ lún ba đến ba ra sàn cứ xì lo lậu rú cứ mảng ma chạy xin ma hươn nó có khó khăn xin nó chẳng lé hình sao tỉnh tà tiến à pu có măn có to ép hộp thì nòng bàn đố ải nòng đố ải lung bọ son xin nó coi tay tiểu cảnh ngắn ma ma pu thế nó pu lại sòng sàm có đó có chầu ha kẹo mới là coi pu pe bay xin nó có chẳng mi từng nói ó
xin nó mi ship có sao có dần dần có hương tí hương tím khụt xin nó có má nó có hòn má hòn mua má nó ở lại giáo sám tí mà họ chí tí đó mình có bệnh má xin chẳng thua phải khai khai đó có vốn mi vốn khai mà nó có họ phải năng đô càng so càng tăng thôi xin nó cuốn tiêu so tiêu tăng nó có sư có họ phải mỗi mưu xong yên sám yên lỡ bay có bó sư ớt sư cửa. Tế Hà Phong Nì hồi cựu chiến binh xã Na Tàu có tạ lung bom sổm chờ cánh cạt kiên mặn cạt càng chưa hồi viền choi giờ cằn cuồng mà pe dưa dườn khói cài cắt cung hừng hy cái nho sùng đơi kiến rú té nằn có bông phân cần sằn cuồng nàng vịa khói cài cắt cung ướt xa khòng địa phương. Chiêng pin ong hát sường táo bênh covid xếp cầu đảng cỡ o cắp lại khủ bóng ngương tẹt ban bó nòi họt đơi kiển rú khòng cán bộ đảng viên côn lào đồng cánh dần bay dàn cải ma nàng tình hâu chủ cơ quan đơn vị năm diệt đỉ chỉ thị xếp hà khòng thủ tướng chính phủ tăng cầm quyết cầm phong bênh covid xếp cầu chỉ thị xếp hô tăng chủ luông sản chuẩn cầm phong bênh covid xếp cầu nặng chu địa phương chu chỉ đảng bộ cò khăn khăng tạt tánh kế hoạch lựa chu luông kẻ khảy chọc khỏ vầy vưa lưng chư họp xum chỉ bổ ha và cò nhận bảo năm giờ đi chu luông phàng phong bình covid xếp cầu ngày lẳng chư bình covid xếp cầu đảng mi lại khổ báo ngương lại địa phường cuồng tình có bó hở dần bay bảy ma hồ hôm lại côn vầy phàng phong bình ha và đối các vịa tặng tánh đằng nhận bào lang đì bưng chu họp xung lưng chơ nàng chu chỉ bổ cơ sở toi tạt bùn mẹ nâng cuồng bưng luông bùn tạt o dâng nặn chu cấp ủy đảng tổ chức đảng cuồng tình lưng khẳng khang hồ trang chân cải chú luông họp xung chỉ bổ bỏm cắp chấp năm chú tạt bùn ma tăng phàng phong bình covid xếp cầu đảng bộ xã Thành Hưng huyện Điện Biên mi sám hồi sám xếp hốc đảng viên họp xung nàng sao ết chỉ bổ tòi tạt bùn khỏng bàn thường vụ đảng ủy xã lưng chơ hàng bườn tinh mê chú chỉ bổ bỏm họp xung tòi luông hồ hôm nàng hơn văn hóa thôn bản ha và tùy tòi luông pét ban khỏng bình nào chú chỉ bổ có tạt o chú luông kẻ khầy tòi bà Hà Bích Nhung phó bí thư đảng ủy xã Thành Hưng bản thường vụ đảng ủy xã quần ba chú chỉ bổ chẳng họp xung hồ hôm đối cấp chú chỉ bổ mi còng sao đảng viên chú chỉ bổ cài sao đảng viên họp xung tòi tổ đảng ha và đầy nhận bào mỏi tổ đảng báo cài sao côn đối cấp vị họp xung tổ đảng chỉ ủy chỉ bổ khẩn khang họp sổ ban sổm chờ tảng tánh dự thảo nghị quyết khẩn tánh triển lai họp xung bản giải cho đồng chí bí thư phó bí thư chỉ ủy viên quần ba họp xung nàng mỏi tổ đảng biển mài bưng quam có hôm khổng đảng viên vậy dệt lèo tạt bùn nghị quyết chính thức khổng chỉ bổ thực hiện chương trình hành động hàng năm của đảng ủy đặc biệt năm 2021 này là có dịch cúm COVID-19. Năm dệt chương trình viện dệt khổng đảng ủy cuồng chơ đảng cớt o binh covid xếp cầu đảng ủy xã uẩn pa chu chỉ bổ họp xung lưng chơ tòi luông báo hô hôm lại côn và chỉ bổ đầu mi lại đảng viên hư bản tổ vài họp xung uẩn pa chu chỉ bổ photo triển lai kế hoạch chương trình viện dệt nghị quyết khổng đảng trên cái họ đảng viên lập tân diệt đi vệ phàng phong bình covid có pê xương mà pê di xương nhận bảo an ninh chính trị nàng cuồng phòng lần xưa là hòa trời chính trị cánh mà tướm đảng viên tòa luôn uẩn ba khòng đảng ủy xã bưng mờ nỉ chỉ bổ bàn hồng lê cuồng xã Thành Hưng cỏ hai họp dung lưng chơ chấp năm đi chu tạt bùn ma tang phàng phong bình covid xếp cầu dương chơ họp xung tư phải bảy xốp bảy lằng dối mưa cấp năm khả tổ mê bình
chủ đảng viên cuồng chỉ bộ phân lại men côn cuồng phòng kiển rú cánh dệt vịa cuồng xã báo bày dệt kín lắc hơn cảnh báo mi phở bày té các phòng đảng mi bành ma vừa sưng lăn gian cải ma chỉ bộ cò ha bánh khải vịa họp xung lưng chơ chủ ngòn vịa đẩy áo o sổ ban cuồng bưng chu họp xung lò tọp hôm trên cải ma tang phàng phong bình hồ đẩy lang phở chở môn khổng đảng viên vệ dệt dườn khổng dần bay cho tết ban bừa bình covid xếp cầu vệ bứng đủ côn dần bày té các phòng đảng mi côn bền bình ma cánh vệ phàng phong phồn nong lượp báo cáo nó có đối xử chi bộ là bản hồng lịch quảng xuống khỏi nó có thứ nhất là chơi hê mi bệnh covid nó xuống khỏi là triệu tập các đồng chí đảng viên nó họp nó đông đủ đấy nó hay tử tế mi bệnh covid mà nó xuống khỏi nó có thứ nhất là họp nó là mình bắn tổ ó mình chi bộ xuống khỏi nó mi xếp cầu đảng viên khi nào xuống khỏi bắn tổ ó là mình cứ mấy đợt là gian hốc hoặc là hả hốt hốc con đấy là xuống khỏi là nên sinh hoạt đấy đối với tử tế mi nên bệnh covid đó mà đấy là xuống khỏi nó cái thứ nhất là họp nó của mình nên là hạn chế là xuống khỏi mi tài liệu đó là mình photo tài liệu ở các đồng chí đảng viên là mới hơn tham khảo nghiên cứu hồi đó cứ tên cốt đảng viên nhưng như quảng chi bộ bản không đế quảng phải cứ ca này cứ đảng đó bí thư cứ triệu từ họp chu bườn hay ca mi dịch bệnh covid mà đó thử họp đó cứ hạn chế và đây tập trung lại côn để cứ vẫn họp đều mà đó cứ tưa hạ côn hốc côn đầu mi chơ đó cứ bí thư chi bộ phát tài điệu hở mà nghiên cứu tài hơn xuống khỏi cứ vẫn sinh hoạt đầy đủ đều đặn hàng tháng hàng đứng đứng độ chi bộ nè phát tài liệu ở chúng khỏi cứ nghiên cứu mà về hay về na rồi chúng khỏi cứ đảng viên không mà cứ nông thôn hay na xuống hựa để tăng kinh tế gia đình chúng để mà tăng phòng chống dịch bệnh chúng khỏi cứ vẫn sinh hoạt đầy đủ chỉ bộ thôn xê xí mi sàm xếp chết đảng viên men chỉ bộ mi lầy đảng viên xưa khòng xã Thành Hưng phải nhận vào vịa họp xung lưng chơ cò pê xương trên cái chu chỉ thị nghị quyết khòng đảng họt đảng viên cuồng chơ đảng cất o binh covid chỉ bộ họp xung tòi nhóm tổ đảng vừa xưng năn chu chỉ thị nghị quyết khòng đảng chương trình vệ dệt khòng chỉ bộ bom đầy trên cái họt chu đảng viên. Thì về trong cái đợt dịch này ấy, thì thực hiện cái chỉ thị 16 của chính phủ. Thì năm dịp chỉ thị xếp hốc khổng chính phủ, xung khỏi có nhận bảo việc họp xung, khảy xung khỏi bàn bền xí tổ đảng họp, chơ mi việc xung khỏi mời chủ đồng chí tổ trưởng tổ đảng mà xung xưng năn chủ chương trình viện dệt bom đầy trên cái họt đảng viên. Chư bình nào đảng mi đại khổ báo ngương nọ họp xung tòi tổ đảng chỉ bổ nhăng chiền triển lai họt từng cấp ủy viên trên cái họt đảng viên cấp lại luôn đối cấp chủ viện dệt ứng có đẩy lồng liên lồng cài nhóm gia lô khổng chỉ bổ bó cỏ khe điện thoại bánh báo trực châu nhận bảo trên cái lập tân họ đảng viên cánh dần bay thì do cái đại dịch Covid-19 không tổ chức đông người để tổ chức quán triệt hoặc là triển khai cái nghị quyết của chi bộ được vừa bình Covid xếp cầu báo trên cái nghị quyết khổng chỉ bộ đẩy
chỉ ủy chỉ bộ có trên cái họp chủ tổ đảng tòi luông chủ tổ trưởng đảng mưa họp xung lẳng nằn mà trên cái hà đảng viên rú tổ đảng khóng chầu chấp năm chỉ thị xếp hốc bỏ họp xung đầy xung khỏi khe điển hở từng đảng viên phải trên cái chu nghị quyết khỏng chỉ ủy chỉ bộ cánh chủ chiến lai khỏng cấp nửa phạ lông phải trên cái năm dệt cơ đầy lang đì cuồng bườn chết xung khỏi họp xung đằng tổ đảng cánh chấp năm đì viện tư phải bày sốc bày lặng tẻ tẻ hư báo và chơ đờ cấp ủy chủ cấp lưng hủ trang tạt o chú luông viện dệt cơ đầy lang đì phải bánh khẩy cánh từng bát nho sùng lang đì họp xung chỉ bộ nằng cuồng phòng viện trên cái lập tăn họt đảng viền cánh dần bay bưng khổ cân sẵn choi dừa dần bay yển chờ dệt sườn bòm cấp ủy chính quyền địa phương bòm hôm hanh năm dệt luông bùn vừa mà pe dệt sườn vừa phàng phong bình covid xếp cầu chương trình quam tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nỉ sò răng cón và chia lê lau chương trình pin ong khẩu website dienbientv.vn facebook đài phát thanh kênh truyền hình tỉnh Điện Biên youtube đài truyền hình Điện Biên chung tạc hạc trao pin ong